Quý vị và các bạn thân mến, tối nay thì Coleman cùng gia đình là đêm thứ 2 tại Phú Quốc đó, và ngày hôm nay thì cả nhà mình cũng không có ăn tối trong khách sạn đâu, và mình đưa cả nhà ra đi một vòng sẽ đem Phú Quốc sáng nay đi rất là nhiều rồi, đi tham quan ba cái đảo ở khu Nam rồi rất là vui. Nhưng mà hôm nay cũng đừng lắm, tại vì đi coi như là sóng gió rồi dập đủ thứ hết, nắng nữa. Nhưng mà tối nay thì mọi người Coleman cũng đang cố gắng là cùng đưa gia đình đi tham quan chợ đêm, bởi vì chợ đêm Phú Quốc là một trong những cái đặc sản ở Phú Quốc mà rất ít người biết. Không phải rất ít người biết mà những người đến đây đều phải đến cả, và trong nhà mình á, một số người chưa giờ đi chợ đêm bao giờ hết. Và thật ra mà nói thì chợ đêm không chỉ là một cái nơi mà mình đi tham quan, nó là một cái nét văn hóa của Phú Quốc về đêm, mà nó còn là một cái nơi bán đồ ăn rất nhiều. Lát nữa Coleman cũng sẽ cùng gia đình phải tìm một cái quán nào tương đối là hấp dẫn để ngồi ăn những cái món đặc sản của Phú Quốc nha. Đó, đây mọi người nhìn thấy không, đây là nguyên một cái gian hàng rất là lớn, họ bán đủ thứ hết đây, quá đẹp luôn. Có những cái thứ mà rất là màu sắc, ở đâu mà có màu sắc là ở đó có Coleman ha. Đó, mọi người nhìn thấy ha, rất là đẹp. Bên trong kia bán những cái gì bằng nan, bằng gỗ, mặt nạ gỗ rất là dễ thương. Đây là một cái fan hâm mộ rất là dễ thương của Coleman. Trên đường đi gặp của anh Sài Gòn là dạ Sài Gòn. À đây là khách Sài Gòn, khách Sài Gòn rồi, và anh em chụp tấm hình luôn. Ok. Dạ. Anh ăn tối chưa? Ở đây cái gì ta? Nói tóm lại là trong cái khu chợ đêm này họ bán đủ thứ hết, mình cũng biết họ bán gì nữa. Giờ thấy rất là vui mắt. Đó, đằng kia có những cái trong chóng nó chuyển động. Spinner hả? Oh. Mấy cái này chắc mấy đứa nít nó thích lắm này. Rồi còn phía bên đây thì bán cái gì, chè cái gì đấy? Kem cuộn trái cây hả? Rồi thôi chút xíu chắc ra ăn sau ha. Bạn bà chị cái tay ngon, nó chạp vào cái hồ thầu riêng không á. Kem cuộn trái cây dễ thương quá. Ba bốn bạn trẻ nó đến bán dễ thương quá, nhưng mà chưa mình phải lát mình đi ăn cơm, mình đi ăn mới được. Ôi nói chung là trong chợ đêm này cái gì cũng có. Đây áo quần, đây áo quần, trang phục, rồi đã khăn quàng cổ, rồi đủ thứ hết. Trời, lát nữa các chị phụ nữ của nhà mình là thế nào là cũng sẽ tạc ra đây cho mà xem. Ăn tối xong là sẽ tranh thủ ra tạc. Đây có cả một cái xe nước ép nữa. Đó, nói chung tóm lại là đặc sản của chợ đêm của Phú Quốc rất là nhộn nhịp, mọi người đi như nêm. Cái chỗ này cũng vui ha, mọi người khắc tên của mình lên gỗ nè. Có cả cái quầy bánh tráng nướng 20.000 nữa, rất là vui. Đất cha. Có mình lẻ. Không rồi hả con? Vui quá, thèm quá. Rồi cũng có tiền lẻ luôn. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Đó, đi chợ đêm là phải ăn vặt như thế này nha mà mọi người. Đây là nướng xiên, bò nướng lá lốt, nem nướng sả, mực bạch tuộc nướng. Ô mà một bạn trai rất là đẹp trai luôn á, mà bán hàng dễ thương quá vậy. Hả? Anh đang đi vô bên kia chứ không anh ủng hộ em, hay rác lát ra ủng hộ. Ủa này khô gì ta? Khô cá chỉ vàng. À này khô cá chỉ vàng, khô này. Đuối. Khô cá chỉ vàng, khô cá đuối, khô đỏ đỏ là khô gì? Cá đuối luôn.
con cá đuối màu đỏ, con khô này cá bóng. Ồ, hấp dẫn chưa? Ở Việt Nam mình là nó nói về khô, ở những người mà ở phương xa mà nghe nói các cái loại khô này là chịu sao nổi. À, đây đây kem phụng Thái Lan. Ồ, đứng xem các bạn. Em về đây, Quang ơi, bên đây nè. Thảo đó, mấy đâu sao lưng này Thảo. Đó, kem phụng Thái Lan. Thái Lan không muốn thấy á. Kem thấy á. Nguyên mũi công đoạn làm kem cuộn, cái này của kiểu của Thái Lan hả ta? Dạ đúng rồi ạ. À, có rất nhiều dân là trái cây này nè. Rồi xem đây, xem bạn mình làm như thế nào. Cái này là hương vị gì ạ? Vị gì? Việt Quốc à? À, vị Việt Quốc, cho nên mình thấy nó có màu tím tím á mọi người nha. Nhưng mà cái bàn tay của anh bạn này nó không có, nó bắt hay quá à. Ủa em bán này lâu chưa mà tờ anh nhuyễn quá vậy? Mới có một tháng thôi diễn nè. Ừ, bạn bên này là đang làm cái gì? Ồ, vui quá. Này chắc vani hả? Hay cà phê? Sô-cô-la. À, sô-cô-la. Sô-cô-la mà cái màu nó đậm lắm ha. Đây là kem cuộn miền Trung. Kem gì con? Miền Trung, kem cuộn của miền Trung. Kem cuộn của miền Trung sao để Thái Lan? Thái Lan là chủng. Thái Lan mà chủng miền Trung. Em về đó thôi. Thương quá. Trời ước gì nữa, mình có thời gian mình bước vô và mình làm thử ha. Bước một cái mình có thể trải nghiệm được. Muốn cây hả? Rồi thôi lát nữa ra làm lại. Thôi lát nữa chưa, chưa ra xong chưa làm. Dạ, ok, em đi nha. Rồi, nhớ. Em đi chị ơi. Thôi. Còn là bên trái mình sẽ quay trở lại để làm. Đây, có cả ảo thuật. Nói chung là chợ đêm của chợ đêm Phú Quốc đúng là thú vị, không thua kém gì ở các nước ở mình, đặc biệt là ở Thái Lan nha. Thái Lan là cái trung tâm du lịch và đường phố này, và Hồng Kông nữa, mà Phú Quốc này có cái chợ đêm này quá hay nha mọi người ha. Khán giả duy nhất của Colorman nữa. Cô chào chị đi. Đó, bắt đầu chúng ta đi vào cái khu vực các quán ăn rồi đó. Em bán gì? Em có em coi mấy cái clip em quay đó. À, dạ. Đó rồi, đó Châu. Trời ơi, khán giả của mình nhiều vậy. Dạ. Dễ thương quá. Có anh bài luôn á. Em chưa ở đây hả? Em chưa ở đây nha. Quá vui. Quá đẹp. Đây, cái này mới là đây quán Phú Quốc Deli.
Đây là cái hàng ăn đầu tiên mà Colorman thấy ở đây nha. Trời ơi, khói bốc nghi ngút, nướng ngon quá. Nướng sao nổi. Đây, con vô chút xíu con. Cái đồ ăn là cứ đây. Ồ, ở đây là anh là khách luôn hả? Dạ, con em là chủ đây anh. Ồ, chủ hả? Dạ, 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 dạ. Mỹ mà làm luôn, dễ thương quá vậy. Trời ơi, đồ ăn mà quay cận chỗ này chịu sao nổi. Hôm nay là ở đây là một đi tiếp, nóng quá hả? Nóng quá chịu có tắt. Rồi, rồi. Đây là một cái quầy khác ha. À, cũng có quầy đó luôn, nhưng mà tôm, cái này là tôm sú biển nè. Đây là mực tươi, mực nè. Kia là con nhum. Mông luôn, quá trời. Hải sản bên mông thì buồn luôn. Ở đây bán không? Đây bán tiêu. Tiêu đặc sản Phú Quốc. Mọi người có nhớ không, Colorman nói là cái tiêu của Phú Quốc nó thơm, ơi là thơm. Ngày mai này Colorman cũng sẽ cùng với gia đình đi đi tham quan vườn tiêu. Trời, cô bé bán tiêu xinh quá. À, có tiêu, tiêu bịch nữa, một bịch như vậy là 95 ngàn. Còn cái hũ tiêu đó bao nhiêu tiền em? Giá này 45 ngàn. Ừ. À, mọi người đi về đi Phú Quốc rồi phải mua tiêu về làm quà đó, ngon lắm, thơm lắm. Rồi, chúng ta bắt đầu đi vào khu vực đồ ăn rồi, thấy đầy nhóc hết, không có bàn ngồi luôn. Ôi trời ơi, ở đây có cả mấy trái tim rồi nên là vui quá ha. Tên của mọi người nè. Cái này trái bao nhiêu tiền đây? Trời, có tên của trái Sơn rồi, giờ vô thấy trái của Sơn. Chữ Sơn này là người anh bạn của mình nè. Chữ D, không thấy chữ D, không thấy chữ của mình đâu hết. Không thấy chữ Điền đâu hết. Ơ, cái toàn chữ định không à. Thôi đi tiếp đi nghe. Wow, cái quầy đồ khô, khô mực. Ôi, khô mực là 700 ngàn một ký nè. Còn trên kia là 680 ha. Trời ơi, tôm khô cái màu nó kia chịu nổi không? 420 ngàn một ký, 604, 508. Dạ, đây gì? Trời ơi, tôm khô này bự quá nè. Đó, có đủ loại hộp lớn nhỏ. Mình là cũng là thuộc dạng đạo tôm khô đó nha, thèm ăn tôm khô lắm. À, tráng ngợp. Ồ, xem coi cái gì người ta bu đông quá. À, cái điểm đặc biệt là mình thấy các cái bạn mà bán ở đây là rất nhiều bạn nam mà trẻ. Trẻ đẹp trai, rồi cái mặt giống ý nhau quá. Đây thon thoát luôn, dễ thương không? Giống như là đang vẽ tranh vậy chứ không phải làm bánh. Em quê Phú Quốc hả em? An Giang hả? Quê Nha Trang hả? An Giang. An Giang mà lên đây làm này hả? Hay vậy? Dạ, ừ. Cái này em làm thôi hay là em... Dạ, chứ làm cho nhà. Làm cho nhà hả? Excuse me. Ồ, dễ thương quá. Một gì, một cái gì bao nhiêu tiền này? Dạ, một phần 30 ngàn hả? Ồ, phần 30 ngàn. Rồi, bạn bán mọi người bu lại quá trời chắc. Vừa chắc đẹp là ở này trai. Vừa ngon mà vừa đẹp trai nữa, nghi lắm. Hello. Đó.
Để em đi tìm nhà anh con mới nhận bộ đầu của cái đó là con là cái, dạ, cái đó cá bóp anh. Ủa cá bóp kìa, nguyên cái đuôi cá bóp to quá. Tươi rồi rói luôn, đỏ hổ luôn rồi. Rồi lại nấu nấu lẩu canh chua là coi như bá đạo luôn. Cái lẩu cá bóp 250.000 con còn cũng rau cho nhà mình luôn. Ờ. À, dạ. Ok, để em đi tìm nhà anh con, nhà anh ngồi đâu đấy. Quá là chụp đó. Đây cả nhà mình đang ngồi quán này rồi, quán là Su Fresh Food. Rồi trước khi mình quay trở lại đây thì mình sẽ lướt lướt nhanh mua cái quầy quầy hải sản nha, quầy hải sản kia không. Thôi, đây cái quầy hải sản của cái quán mà anh em ơi, cả nhà mình ngồi nè. À, nó có rất là nhiều thứ nhưng mà mình đặc biệt là mình quan tâm đến cái này nha mọi người. Bò lui. Con này gọi là gì? Bò lui anh. Đây nằm phải không? Bò lui tức là nó không có bò tới đúng không? Còn 1 kg tôm nổi là đây nằm. Để thử cho nó bò thử coi. Đó. Ủa nó bò luôn, nó bò một cái đít hả? Cái đuôi nó bò lại hả? Cái này 351 nha. Rồi. Rồi nhìn hấp dẫn quá. Bò lui hả? Ủa bò lui làm gì? Thôi để dạ. Coi nó, mình coi nó chạy nữa. Đúng rồi, con này nó chạy mình. Nó chạy nó lùi cái đít nó không à. Đây cái này làm sao em? Con mình rang tỏi lên ăn anh. Rồi rang tỏi hả? Rang tỏi xuống cái bên phòng. Rồi, vậy làm cho anh đi. Rồi cân cho anh luôn đi. Rồi, ok. Em để cho anh 150 thôi. Rồi, hết này 150, 170 hả? Rồi, 170 em để cho anh 150. Rồi, ok, tiếp tiếp. Rồi, 190 gram. Đó, nó chạy nè. Có cái đầu đây mà cái đuôi kia nó chạy lui. Đầu con gì đó? Bò lui. Lần đầu tiên Coleman thấy cái này đó nha. Rồi đây. Rồi biết Coleman luôn hả? Rồi. Làm gì? Cái này là đang tỏi đúng không? Dạ, cái tỏi lên nó còn xuống phòng. Đang tỏi rồi, sốt bánh tráng hả? Bánh phồng tôm. Bò, cái con bò lui này như chỉ có ở Phú Quốc đúng không? Duy nhất Phú Quốc nhưng mà đặc biệt là quán em tôi mới có. À, duy nhất Phú Quốc mà đặc biệt là đặc biệt là quán Su mới có. Nói sao mà mấy quán khác nó có là nó đánh tôi chết luôn á. Anh nói thật sự. Đây đây là gặp hot test tiền là mới được ăn con bò lui này. Đó, giờ còn có nhiêu đây đó, còn có 100 mấy gram rồi đó. Rồi thôi cảm ơn em. Rồi còn ở đây thì mình thấy là cũng có rất nhiều loại hải sản tươi đồ ha, mình nước qua. Rồi bò lui cháy tỏi. Cái này cháy tỏi luôn. Tôm hùm quá, còn bò còn bơi đúng thế luôn. Đúng hết. Mình tôm muốn đi đó. Đây muốn đi tươi sống. Cái đầu dưới đó. Trời ơi, chị này chị bán hàng lanh quá, giỏi quá. Rồi hàng kia quán đắt hàng ghê á. Có tôm tích, có cá nhám nữa. Rồi ngày hôm qua ăn cái cá nhám chỗ kia ngon quá luôn. Quá là sủng khóc á. Rồi cá muối. Nó tươi tươi quá. Vừa thử quá. Ốc hương này bao nhiêu ký đây em? Dạ. Ốc hương 600 anh ơi. Ốc hương 600 hả? Ờ, giá vậy được hết. Bán giá này rất ok. Rồi, em đang thôi. Go to my table. Bên đây cũng là một cái quán khác. Chúng ta bắt đầu vào cái khu ăn uống rồi. Rồi, có ngồi bên đây nha. Đây, đây là mà thực đơn của ngày hôm nay. Đó, lại có lại tiếp cái món cá trích. Nhưng mà cá trích ở đây nó làm khác với lại cá trích ở Novotel là họ không có trộn chung. Và đây họ làm sẵn nè. Ngon hơn hả? Ngon hơn mà có tương đậu phộng nữa. Thôi để mình chụp tấm cho nó hoành tráng. Mình cho này vô mẹ mình. Để chụp tấm làm thumbnail bỏ qua rồi. Rồi.
cổ gì đó, ăn uống là lúc mà phải chụp hình đồ. Đấy. Yes. Ok, chắc. Rồi, thôi chắc là mình cũng tranh thủ mình làm chút xíu ha, review cho mọi người. Nhưng mà cái món gỏi cá trích này là hôm qua mình ăn mình thấy ngon rồi, nhưng mà nhiều bạn lại góp ý là chưa ngon đâu. Gỏi cá trích mà đúng nghĩa là như vậy nè. Đó, chứ không có trộn chung đâu, để như vậy xong rồi bắt đầu mới cuốn với lại cái này, và đặc biệt là cái tương. Tương đậu phộng này, tương đậu phộng nha. Ủa bánh tráng đâu? Dưới trong nhĩ dừa kìa. À trong nhĩ dừa hả? Ồ không thấy, xin lỗi, sorry. Đây. Bánh tráng đa anh em. Bánh tráng đa anh em cao cấp đại lý Phương Trang. Rồi có địa chỉ luôn, quảng cáo giùm bà này luôn. 0939331216. Đây, cảm ơn đồ khui bánh tráng này dẻo sẵn là mình không cần phải nhúng nước làm gì. Hôm nay có mướn được DOP này đến từ trường RMIT. Dữ quá. Quay thấy nhẹ nhàng lướt. Xịn hơn DOP Tidenkan luôn. Quơ quá, bà con la quá. Mất kém. Thôi nói đùa thôi. Con đâu có bị đâu mày. Ghẹo thôi. Nói chung khi mình thấy có... Ta nói gì đó, có trăng quên đèn. Đèn khoe đèn đỏ hơn trăng, đèn ra trước gió còn trăng hỡi đèn. Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn. Gì nữa, có một câu gì đó. May mà ché hết, làm sao đèn hơn trăng. Đây, phải thêm một xíu này vào đó. Ngon quá à. Có thêm được một cái. Đó, xuất sắc không? Rồi, giờ thử. Ớt hả? Đây, cái này của... Đây color man là phải như vậy. Đây mình quậy lên chút xíu nha. Để nếm thử cái sốt đậu phộng. Wow. Đây là sự khác biệt giữa chợ đêm ngồi vỉa hè và Novotel resort 5 sao. Ngon hơn vì sao? Họ sáng tạo hơn và nó địa phương, tính địa phương. Đó, đúng kiểu của dân địa phương nha. Thôi mình nói vậy, bên nhiều khi bên Novotel họ buồn, nhưng mà thực tế là như thế. Chúng ta cố gắng chờ đợi chút xíu. Anh để mình nói đó, mình em vô nhắc thì mình cái con bò lui á, bò lui. Phải review cái món bò lui cho mọi người xem. Thành kéo cái ghế rồi để em biết tình nó dễ. Cái nó sát rồi. Khác rồi. Sớm. Cá trích. Rất là tươi ngon, làm như thế này, gỏi cá trích. Trong có hành lá đậu phộng. Và đặc biệt là bánh chén nước chấm nè. Hết ý thơ luôn. Như hôm nay hơi đường chút xíu mà cuốn một cuốn này vô là tỉnh người luôn. Ủa này xoài gì đã? Cái gì cô?
Nêu cò. Cái này là gì? Sò, sò tổ hả? Đây là sò tổ. Nó bự như cái tổ. Cái tổ là giống như cái tô, mà nó bự hơn cái tô gọi là cái tổ. Cái tổ bự hơn cái tô là cái tô nhỏ hơn cái tổ ha. Đây sò tổ. Này. Rồi. Hơi bự, hơi bự. Thịt nó mềm lắm, nó không có dai như là sợ như là nó dai giống như có một số sò dương á, làm dai quá. Đây chấm tí nữa, muối tiêu danh. Ồ, cái thịt sò tổ nó trắng tươi à, hơi giống sò dương, nhưng mà cái lưng của nó giống như là cái nghêu nhiều hơn. À, hút hết nước này. Mình thấy không? Cái lưng nó giống như lưng con nghêu ha. Vô chúc sức khỏe tất cả mọi người nha, mọi người và gia đình. Coi như ngày cuối tuần đang ngày thứ bảy đúng không? Rồi. Ngày cuối tuần vui vẻ và những ngày nghỉ lễ thật là đầm ấm, hạnh phúc bên người thân yêu. Lâu quá, chờ cái kia một xíu. Bao nhiêu phút rồi? 26. 26 phút rồi. Thôi, vậy thôi, chắc thôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quá. Nha. Chúc sức khỏe tất cả mọi người. Clip này đã quá dài rồi, bây giờ chờ không biết trong kia đông khách quá. Tính chờ cái món bò lui rang tỏi ăn với lại bánh phồng tôm, nhưng mà rất tiếc sẽ hẹn mọi người sẽ review cái món này sau được nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và gặp lại, bởi vì thằng cháu mình, bạn cháu mình DOP Đức RMIT, bạn cũng đói lắm rồi, đói rung tay rồi. Dạ rồi, xin chào tạm biệt. Nhớ đến Trung Quốc mọi người đừng bỏ quên cái điểm giờ đêm này nha, buộc phải đi đó, không đi là hối hận đó.